Để rồi mai sau chắc chúng ta cũng nhắc nhớ những hình ảnh đen và dịp lễ Giáng sinh này, lễ Giáng sinh năm 2014 rất là đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Vậy giờ đây xin cùng với quý cha một lần nữa xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý ông bà anh chị em, và xin Chúa cho ông bà anh chị em được để cho Chúa lớn lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Với lời nguyện chúc ấy, giờ đây xin cộng đoàn vỗ tay tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau. Chúng ta Thiên Chúa vô hình thiên hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua tan bóng tối của trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh